kiểm soát chặt chẽ bản án, quyết định giải quyết vụ án hành chính của tòa án. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã có quyết định số 255 quy đề VKSTC ban hành quy định về quy trình kiểm soát bản án, quyết định giải quyết vụ án hành chính của tòa án. Sau đây, Kiểm sát Online xin giới thiệu với quý vị và các bạn quy trình kiểm soát bản án hành chính phúc thẩm kiểm sát thời hạn gửi bản án theo quy định tại khoản 1, điều 244 Luật tố tụng hành chính năm 2015, bản án phúc thẩm phải được gửi cho viện kiểm sát cung cấp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra bản án. Vì vậy, công chức căn cứ ngày tuyên án phúc thẩm, ngày gửi theo dấu bưu điện trên bì thư và ngày viện kiểm sát nhận được bản án phúc thẩm để xác định tòa án có vi phạm về thời hạn hay không. Kiểm sát nội dung bản án khi kiểm sát nội dung của bản án, công chức phải đối chiếu với nội dung tuyên án của hội đồng xét xử, biên bản phiên tòa để đảm bảo sự thống nhất và kiểm sát chặt chẽ những nội dung chủ yếu sau. Kiểm sát phần mở đầu của bản án Kiểm sát thành phần hội đồng xét xử phúc thẩm, công chức căn cứ quy định Điều 222 Luật Tố tụng Hành chính năm 2015, đối chiếu với quyết định đưa vụ án ra xét xử, Quyết định thay đổi thành viên hội đồng xét xử đã được gửi cho viện kiểm sát để kiểm sát thành phần hội đồng xét xử ghi trong bản án có đúng hay không. Kiểm sát thành phần những người tham gia phiên tòa phúc thẩm, đương sự kháng cáo, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc giải quyết kháng cáo, kháng nghị, người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của đương sự là thành phần bắt buộc được triệu tập tham gia phiên tòa. Trường hợp đương sự kháng cáo đương sự không kháng cáo nhưng có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc kháng cáo, kháng nghị, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ đã được triệu tập hợp lệ mà vắng mặt thì căn cứ và quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều 232 luật tố tụng hành chính năm 2015 để kiểm soát việc tòa án hoãn phiên tòa nếu vắng mặt lần thứ nhất không có lý do. Việc tòa án đình chỉ xét xử phúc thẩm nếu người kháng cáo được triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng mặt không có lý do hoặc trường hợp có sự kiện bất khả kháng, việc tòa án vẫn xét xử nếu người kháng cáo có đơn đề nghị xét xử vắng mặt. Kiểm sát thời hạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm căn cứ ngày tòa án thụ lý vụ án, ngày đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm đối chiếu với quy định tại điều 221 Luật tố tụng hành chính năm 2015 xem tòa án có vi phạm thời hạn chuẩn bị xét xử không, thời hạn mở phiên tòa không, trường hợp kéo dài thời hạn chuẩn bị xét xử có đúng không, trường hợp hoãn phiên tòa tạm ngưng phiên tòa có đúng theo quy định tại Điều 232, Điều 238, Luật Tố tụng Hành chính năm 2015 hay không? Phần nội dung vụ án trong bản án. Kiểm sát xem bản án đã ghi đầy đủ nội dung khởi kiện của người khởi kiện yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, yêu cầu tòa án sơ thẩm giải quyết và kết quả giải quyết của tòa án cấp sơ thẩm không. Tài liệu đương sự cung cấp nếu có, Đối với vụ án do đương sự kháng cáo, cần xác định đương sự kháng cáo một phần hay toàn bộ bản án sơ thẩm. Đối với vụ án do viện kiểm sát kháng nghị thì công chức nghiên cứu đối chiếu các nội dung kháng nghị của viện kiểm sát có được thể hiện đầy đủ, chính xác trong phần nội dung của bản án phúc thẩm hay không. Phần nhận định của bản án đối chiếu với biên bản phiên tòa để đảm bảo sự thống nhất giữa phần nhận định với biên bản phiên tòa. Quá trình kiểm sát cần chú ý những nội dung sau đối với vụ án do đương sự kháng cáo nghiên cứu việc phân tích đánh giá các tài liệu chứng cứ trong hồ sơ vụ án các tài liệu chứng cứ do đương sự cung cấp nếu có kết quả kiểm tra xem xét tại phiên tòa kết quả tranh tụng tại phiên tòa và nhận định của tòa án về việc giải quyết từng vấn đề mà đương sự kháng cáo kết quả xét xử của tòa án cấp sơ thẩm những căn cứ pháp luật mà tòa án áp dụng để chấp nhận hoặc không chấp nhận kháng cáo trên cơ sở đó, đánh giá tính có căn cứ về nhận định của tòa án đối với các vấn đề đương sự kháng cáo, đối với vụ án do viện kiểm sát kháng nghị, xem xét việc phân tích nhận định của bản án có phù hợp với nhận định của viện kiểm sát trong quyết định kháng nghị hay không. Nội dung nào trong kháng nghị mà tòa án không chấp nhận và căn cứ của việc không chấp nhận đối chiếu khi kiểm sát phần quyết định của bản án. Đối với vụ án vừa có kháng cáo của đương sự vừa có kháng nghị của Viện Kiểm sát, xem xét việc phân tích, nhận định của bản án về những nội dung kháng cáo của đương sự chung với kháng nghị của Viện Kiểm sát hay không, những nội dung kháng cáo khác nội dung kháng nghị. Trường hợp đương sự rút kháng cáo nhưng nội dung đương sự rút kháng cáo có trong nội dung kháng nghị của Viện Kiểm sát thuộc trường hợp bảo vệ lợi ích công cộng, lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của người thứ ba, thì hội đồng xét xử phúc thẩm có xem xét giải quyết những nội dung đó trong kháng nghị hay không đánh giá căn cứ pháp luật mà tòa án viện dẫn trong bản án để chấp nhận hoặc không chấp nhận kháng cáo của đương sự, kháng nghị của viện kiểm sát nếu có và những vấn đề khác có liên quan, căn cứ pháp luật để hội đồng xét xử phúc thẩm giải quyết vụ án có đúng hay không? Phần quyết định của bản án, kiểm sát về thẩm quyền quyết định của hội đồng xét xử phúc thẩm, các căn cứ pháp luật hội đồng xét xử áp dụng có phù hợp hoặc không phù hợp với phân tích trong phần nhận định của bản án để hội đồng xét xử ra quyết định kiểm sát các nội dung mà hội đồng xét xử tuyên, kiểm sát các nội dung mà hội đồng xét xử đã quyết định có đúng theo quy định tại điều 241 Luật tố tụng hành chính năm 2015 không như bác kháng cáo, kháng nghị và giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm, chấp nhận một phần hay toàn bộ kháng cáo, kháng nghị, sửa một phần hoặc toàn bộ bản án sơ thẩm, hủy bản án sơ thẩm và chuyển hồ sơ vụ án cho tòa án cấp sơ thẩm xét xử lại hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án, đình chỉ xét xử phúc thẩm. Cơ sở của việc bác kháng cáo kháng nghị chấp nhận một phần hay toàn bộ kháng cáo kháng nghị. Nếu nhận thấy nội dung mà hội đồng xét xử tuyên là không có cơ sở, công chức báo cáo lãnh đạo viện ban hành văn bản thông báo phát hiện vi phạm, đề nghị viện trưởng viện kiểm sát cấp có thẩm quyền xem xét kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm. Tại phiên tòa phúc thẩm, nếu người bị kiện sửa đổi hủy bỏ quyết định hành chính hoặc dừng khắc phục hành vi hành chính bị khởi kiện liên quan đến quyền nghĩa vụ của cơ quan tổ chức cá nhân và có người khởi kiện đồng ý rút đơn kiện người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập đồng ý rút yêu cầu thì hội đồng xét xử phúc thẩm ra bản án phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ việc giải quyết vụ án. Trường hợp này, kiểm sát viên phải kiểm sát kỹ trong phần quyết định của bản án có ghi rõ cam kết của đương sự để đảm bảo thi hành án hay không. Chú ý khi kiểm sát bản án trong trường hợp người bị kiện sửa đổi, hủy bỏ quyết định hành chính, quyết định kỷ luật, buộc phải thôi việc, quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh hoặc dừng khắc phục hành vi hành chính mà việc sửa đổi, hủy bỏ hoặc dừng khắc phục đó có liên quan đến quyền, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác thì kiểm sát viên cần phải xem xét cơ quan, tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng bởi việc sửa đổi, hủy bỏ quyết định hành chính hoặc dừng khắc phục hành vi hành chính bị khởi kiện có được tham gia tố tụng tại cấp sơ thẩm hay chưa. Trường hợp họ chưa được tham gia tố tụng tại cấp sơ thẩm thì công chức kiểm sát bản án theo quy định tại khoản 2, điều 235 Luật tố tụng hành chính năm 2015 kiểm soát việc tuyên án phí, các chi phí tố tụng và quyết định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp, tạm thời nếu có. Trường hợp xét xử phúc thẩm lại vụ án mà bản án quyết định đã bị hủy một phần hoặc toàn bộ theo quyết định giám đốc thẩm thẩm, trong đó bản án quyết định đã thi hành được một phần hoặc toàn bộ thì công chức kiểm sát xem bản án có ghi rõ vấn đề tài sản, nghĩa vụ đã được thi hành theo quy định tại khoản 6, điều 242 Luật tố tụng hành chính năm 2015 hay không. Trường hợp phát hiện bản án phúc thẩm có vi phạm nghiêm trọng theo căn cứ quy định tại Điều 255 và Điều 281 Luật Tố tụng Hành chính năm 2015, thì công chức báo cáo lãnh đạo viện kiểm sát cấp mình đề xuất ban hành văn bản thông báo phát hiện vi phạm, đề nghị viện trưởng viện kiểm sát cấp có thẩm quyền xem xét, kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm.